hay là chúng ta nghe bất cứ nhạc khí nào, hòa tấu về dụng cụ, một cái đàn cò, một cái đàn vĩ cầm hay cái đàn kiềm là đã buồn, đã nhớ nhà rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị cùng với tôi đi về Ngàn Hào để nghe đêm Ngàn Hào, nghe điệu Hoàng Lan do nghệ sĩ Thi Thoại trình bày. Mời quý vị cho Thi Thoại một ca pháo tay. Trước tiên Thi Thoại xin kính gửi đến các cô bác, các anh chị và các bạn lời chào thân ái nhất. Thi Thoại về đây được 2 năm, nhưng mà năm nay là năm đầu tiên Thi Thoại hân hạnh được đến dự buổi giỗ tổ. Thì Thi Thoại xin cảm ơn ban tổ chức của Houston rất là nhiều đã tổ chức để cho anh em có buổi giỗ tổ như hôm nay. Và kính chúc ban tổ chức cũng như các anh chị và các bạn có một buổi giỗ tổ thiệt là vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
rất là nhiều. Hay không quý vị? Ca dao Việt Nam có câu: trèo lên cây bưởi để hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tàn xuân. Nụ tàn xuân nở ra xanh biếc, em có chồng anh tiếc lắm thay. Tiếc quá rồi chứ. Ông Lưu đâu rồi? Ông Lưu có tiếc không? Kính thưa quý vị, cũng trong bốn câu thơ đó mà tác giả đã khéo léo đưa vào bài Tân Cổ Tân Duyên với tựa đề Nụ Tầm Xuân. Bài giọng cổ này sẽ đến với chúng ta với hai tiếng hát. Tuấn Lương và Tuyết Nhi xin mời quý vị cùng đến từ California. Thank you.
Phạm Lãi, Biệt Tây Thi.